Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, mọi người vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Lưu ý, chỉ khi nào có nhu cầu mua hàng tốt mà thóc thì lại ít thì hãy liên hệ lạc để đỡ tốn tiền điện thoại. Mọi người kết bạn Zalo với mình theo số máy này để ta giao dịch cho nó đỡ tốn thóc. Hân hạnh được phục vụ. Mời các sư phụ cùng các huynh đệ chiêm ngưỡng vẻ đẹp nha, vẻ đẹp của coi như thế là nàng Aiva đến từ xứ sở Hoa Anh Đào. Hoa Anh Đào nha. Mùa xuân sang có hoa anh đào đấy nha. Đài này là đài Aiva nội địa của Nhật Bản, Made in Japan, chạy điện 100V. Đấy. Đài này không phải đài băng. Đài này không phải đài băng, đài này chỉ có đĩa CD, đĩa MD và radio. Được trang bị thêm cái chỗ để cắm điện thoại vào, tức là đường line in đấy, để cắm điện thoại vào để nghe nhạc. Tuy nhiên, những cái chức năng khác nha, những cái chức năng khác ví dụ như đĩa CD này, đĩa MD này là coi như thế là đã cạn duyên trần rồi nha, đã cạn duyên trần rồi. Vừa mới kê mấy bài thuốc lá lẩu vào nhưng mà không giải quyết được gì cả nha, không giải quyết được gì cả, tại vì cạn duyên trần rồi. Đông Tây Y kết hợp cũng bó tay nha. Đấy, tới số rồi. Đấy, thế nhưng mà kiểm tra về vấn đề radio cũng như đường line in nha, thì cái chỉ đường đời còn dài lắm, cái chỉ đường đời còn dài lắm, nó còn ở lại với lại cái cõi trần này còn dài lắm nha. Đấy, thế nên là mới đăng lên bán. Đấy. Tổng thể về cái mặt tiền nha, thì cái đài này nó hình chữ nhật, đài này tương đối là coi như thế là hiếm, tương đối hiếm. Ở đây nó còn có cả cái tem này, ở đây nó còn có cả cái tem chữ của Nhật Bản luôn này này. Đấy. Ê, lưới lủng sơn zin nha. Đấy, hai loa này, chung là mặt tiền thì bóng vân mượt, bóng vân mượt nha. Mình đã chuẩn bị sẵn cái thước ở đây, sẵn cái thước ở đây để ta tiến hành Ecuador. Đây này, cái chiều này của nó là chiều ngang này của nó là rơi vào cửa tầm 37 cm, 37 cm, sấp xỉ 37 cm nha. Đấy. Thế còn cái chiều cao của nó rơi cửa tầm 15 cm, 15 cm. Nên cái chiều sâu thì tháo cái nắp ra rồi thì chiều sâu thì ăn áng khoảng tầm 20-21 nhá. Đấy. Đài nặng áp phết, đài nặng áp phết. À đấy, nó lại còn cái này đây, nó lại còn có cái nắp này, thế nên nó còn cao hơn tí, nó còn có cái nắp ở dưới này nữa này. Đấy, đây. Đây, tem nắp của nó đây này. Aiva này. Mãi chả nét thôi. Cái này của nó màu này là màu vàng chanh, màu vàng chanh này. Đấy, màu vàng chanh nhá, rất chi là đẹp. Ta này thì bày nhìn đã sướng rồi, cái này bày nhìn đã sướng rồi. Đây là loa đây, loa loa nhá, Aiva Made in China, sản xuất ở Trung Quốc, Made in China. Đấy, đây loa này này, vẫn còn cái keo này, tức là chưa một lần tháo ra nhá. Đấy, giống như kiểu áo em chưa mặc một lần đấy, em toàn cởi trần thôi nha. Đây Aiva này, Made in China, bên nào như bên nào đây này, bên ni cũng như bên nớ, còn nguyên cả keo luôn nha. Đấy, chưa một lần tháo ra. Đấy, còn loa thì thôi này, cứ ông ánh như thế này. Ê, bên đây nữa này, bên nào cũng vậy, cứ ông ánh để cứ sáng choang nha, sáng choang. Đấy, còn nguyên cả rắc của Tây luôn. Đấy, chân ốc thì khỏi bàn, còn nguyên. Ở đây đấy, còn kết hợp cái rắc mát này. Ê, làm kỹ quá đây. Đây là mặt trên của nó đây, trên của nó đây. Đấy. Các phím nút bằng điện tử. Đây sợ nhầm còn đánh dấu 100V đây. Anten đây. Đấy, anten này. Kéo thẳng đứng này lên nhá.
Đấy, anten này một mình ở chỗ này lại hơi bị cong cong một tí, chắc phải bẻ lại. Thôi, lúc nó dùng hai tay chứ một tay cầm điện thoại không gì được đây. Đấy, hơi cong cong một tí nhưng không sao, bẻ lại là nó sẽ gì. Cơ bản là cái anten này vẫn còn anten zin, mà anten zin của Nhật Bản thì rất chi là lâu hỏng. Con đài này có nhiều khả năng là đài sẽ hỏng trước anten nha. Đây này, rất dài và rất to. Đây. Đấy, nhìn cái chân anten này, chân anten này. Ghê không? Nhìn như cái trụ cầu. Đấy, như cái trụ để đỡ cầu. Thế con này là radio của nó dò sóng điện tử, bởi vậy ta lại tiếp tục không nhìn thấy tụ xoay đâu nha. Đấy, radio dò sóng điện tử. Màn hình hiển thị đây, sáng đẹp lắm nha. Đấy, còn bên trong này, đây, bên trong nguồn của đây này. Đây, nguồn đây này. Đấy, hai bốn con diode để chỉnh lưu từ xoay chiều sang một chiều, nhìn ghê không? Bốn con diode to à? Nhờ, vốn yếu rất chi là to. Đấy, IC công suất đây, IC công suất đây. Đấy, thiết kế rất chi là hay. Đây là mặt đằng sau của nó, mặt đằng sau của nó đúng không? Mặt đằng sau để bóng nhẫy, thi thoảng thì nó có những cái vết như thế này. Đấy, vết xước với sửng này, trong cái quá trình người ta sử dụng thì đương nhiên rồi. Đấy, không thể tránh khỏi. Thế nhưng mà về cơ bản là không có gì thay đổi ngoài cái sự đẹp. Đây, đây là cái gì? Đây là cái đèn ổn áp nguồn, chẳng có gì ghê gớm cả nha. Đây. Đấy. Thì cái về cái vấn đề phên vỉ của nó đẹp quá, nó chẳng có gì mà phải tháo cả ra, thế là thôi đây. Ở đây lôi cả cái này ra này. Ôi, nó lôi ra lại hỏng hết. Nhưng hỏng ở đây tốt hơn là về đây, các nhà các đồng chí rồi nó mới hỏng, có phải không ạ? Đấy, hỏng ở đây thì có khi là mình đồng chí kết hợp vào thì nó lại riêng rỉ lên. Đấy, đấy, phên vỉ của nó đây. Rồi, chứ về nhà các đồng chí mà nó vào trục trặc là cũng nghĩ là cũng chưa được vui nhá. Đấy, thì về cái vấn đề nội thất là ta tiến hành xoay rồi. Đấy, phên vỉ bắt đầu là xoay hết rồi. Đây, đây là cái mặt quắc hiển thị CPU đây này. Đấy, cái thằng cu này mà nó mà tịt thì thôi thì cũng cho nó nghỉ luôn nhá. Cái chân nó cứ giày di giày dít như này. Đấy, đây là ổ đĩa MD này, MD và CD này. Thế nhưng mà hỏng hết rồi nhá. Mắt laser là dùng đây, mắt laser này hỏng hết rồi. Đấy, đĩa CD tịt rồi, MD cũng tịt rồi. Giờ chiếc đài này chỉ còn có nghe radio, còn có nghe radio là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nó có cái đường line in để cắm điện thoại vào để nghe nhạc nhá. Đấy, bây giờ bỏ ra rồi đúng không ạ? Đây này, cắm lại. Chắc là cơm cháo xong cho nó no cái diều thì lại phải điều trị cái trứng này. Xin thưa với các sư phụ cùng các huynh đệ, bây giờ mình lắp vào để mời mọi người xem cái chứng bệnh của nó, nhá, cái tật của nó. Đấy, tuy nhiên là sẽ đồng tì kết hợp nhá, thì nó sẽ trở lại bình thường thôi. Giờ mời mọi người xem cái quắc với lại xem cái hiện tượng của nó nhá. Đấy, quắc thì đẹp thì thôi rồi, ấy lại còn chớp. Mỗi lần mình ấn lại cái chít phát này. À đây, chít cái gì đã bỏ loa ra rồi để còn chít. Thế nhưng mà mỗi lần mình ấn ở đây này là nó cứ tít 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 nhá. Đấy. FM này. FM thì từ 76 Hz cho tới 108 MHz. Đấy, bây giờ dò tự động này. Dò tự động này. Không phải, đây nó chắc nó nút này. Đây nút này. Đấy đây, đấy đang dò tự động này. Từ 76 cho đến 108 nãy dò thử rồi nhá, đến 108. Tuy nhiên là dò sóng xong thì mình sẽ báo cáo với các sư phụ cùng các huynh đệ về cái khiếm khuyết của nó. Phải kéo anten lên nó mới dừng. Ở đấy dừng rồi, chưa cần cái này, chưa cần kéo anten nó đã dừng. Đấy, 91 này. Đấy. Đây. Và phát nữa để xem nó lên đến 108 không nhá. Đấy. Đây rồi này. 93, 94 phải dừng lại. Ô. Phải kéo anten lên nó mới dừng. Đấy, dừng rồi này. Đấy, 96 này. Đấy. Tiếp tục này. Nó qua cái giải này là biết rồi, chứ đài nội địa nó từ 76 tới 92 là hết. Thế mà con đài nội địa này không hiểu sao nó lại lên đến đây này, 101 đây này. Đấy, 102 này.
Đấy. Nhưng mà nó không dừng. Lát nữa nó sẽ dừng nha. Đấy. Thì chỉ có cái vấn đề là cái khiếm khuyết của nó là như này. Xin thưa với các sư phụ cùng các huynh đệ. Đây là volume to nhỏ này, hai bên này. Đây volume này, không này. Tên lên này. Đấy, nhá. Đây này, ấn volume bên này lên này này. Này. Nó lại không lên. Ấn về đây nhá, giảm về đây này. Đấy, ấn lên này. Có lúc thì nó lên, có lúc thì nó không lên nhá. Đấy, ở đây này. Nó lại chuyển sang chỉnh bát này, để chỉnh bát. Đây này, nó lại còn chỉnh cái này cái nọ. À, này. Đấy. Đang quay video lại có một số điện thoại đuôi 7220, sorry đồng chí. Đây, lại còn dốc nó chỉnh nhạc. Đấy, đây, volume này. Này. Giờ nó lại lên này. Đấy, có lúc được lúc không. Đấy, giờ lại về này. Về này. Giảm xuống đây nhá, giờ lại tăng lên này. Đấy, giờ tăng lên lại không được này. Đấy, giờ lại được này. Đấy. Đấy, giờ lại được. Xong giờ lại về này. Lại được. Bây giờ lại được nhá, bây giờ để nó chuyển sang này. Một tí xong rồi chuyển sang là nó lại không được. Này. Đấy, giờ tăng volume to nhỏ lên, giờ nó lại chuyển sang dốc giáp các thứ này. Đấy, lại lên bạc nha. Xong giờ nó lại lên. Nên là nó bị loạn bàn phím. Thì xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ. Bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Lúc nữa cơm cháo đầy diều xong nhá. Chắc chắn một điều là volume này này, tăng lên to là lên to mà giảm nhỏ là giảm nhỏ thì mới dám bán. Và con này khi mà nó đã hoạt động ở cái chế độ trần văn chuẩn rồi. Đấy, cung cấp ở cái mức giá 330.000 đồng cho một cái chiếc đài IVA nội địa chạy điện 100V hàng quý hiếm, không bao gồm phí ship vận chuyển. Nhắc lại với các sư phụ cùng các huynh đệ, chiếc đài IVA Mazda Japan chỉ nghe được radio và có cái cổng để ta cắm đường tín hiệu điện thoại vào để nghe. Mình cung cấp với cái mức giá là 330.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci.